cho tất cả mọi người. Và em xin giới thiệu là em tên là Quang Minh ạ. Và tiếp theo đây là tiết mục em muốn gửi đến ban giám khảo cũng như là mọi người ở đây, một ca khúc mang tên Nàng Thơ, xin mời cùng lắng nghe. Cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang bên niềm vui đã lỡ, chẳng bận dặn lòng quên hết những trời mơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa phù trên những bức thư. Không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ cùng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta như vết hằn. Điều yêu này mong manh giờ lắm, tôi cũng buồn sẽ riêng những ngày tháng hồn. Thank you.